Là chuối ha. Thím, dừa, đậu trắng các bạn ơi. Đó. Chọn vô ha, mình chọn đường nè, miếng đường, miếng muối nha. Rồi dừa các bạn nè, xong cái mình mầm để vào. Đây là chuối chín, mình cắt ra miếng như thế này. Đó, rồi mình ướp miếng đường, miếng muối vô luôn nha các bạn. Bà Thợ dạy mình gói bánh tét dùng Tết đó các bạn. Bà Thợ được mời từ Thới Lai Cờ Đỏ của thành phố Cần Thơ. Mình không biết gói nên là sẵn dịp mà Tư về quê chơi, mình nhờ mà Tư mình gói cho mình quay á. Tại... Sôi đậu nấu sao mà Tư? Đậu là xôi gì? Cái đậu nấu xôi giò hay gì? Đúng rồi. Xôi giò hấp đậu. Bà Thợ này mà biết nhiều, nấu nhiều thứ bánh chè lắm các bạn ơi. Với bánh gì cũng biết, chè gì, bánh gì cũng biết chưa. Muốn quay muốn bánh chưng tết lên mà quay. Các bạn thấy không, Tết xong mới coi quay bánh chưng luôn á. Các bạn nào muốn đi quay bánh chưng thì đi theo mình. Bánh chưng thì đẹp đó, quay là đẹp đó. Bánh chưng thì mẹ sắp lá thì nó hơi khó à, không biết không sắp được đâu. Sao mà tôi học lớn hay cái gì hả? Sao mà tôi vừa học lớn hay quá vậy? Hồi đó siêu có ai dạy, khi bà giàu cao quá đâu có dạy cho tao đâu. Tao dồn bả xỏ mà về rồi đám cưới gối mà từ xỏ hơn. Chết với tao, để cho tao thấy rồi là mày chết với tao. Giống à? Đúng rồi, vừa mà tư gói giống như vậy đó, cọt dây gì nè, nó vừa nhanh mà nó vừa đẹp cái đầu bánh nữa. Nhìn cái đòn nó không có thô, nhìn nó bóng bẩy lắm, nhìn là thấy nó thèm liền á, đúng không? Ngồi xuống. Xay xay mấy vòng mà tôi xay xay mấy vòng vậy. Đó 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 đó, mẹ làm theo rồi đó đó, vậy được không? Xay hai vòng vậy, ba vòng vậy. Sao chắc luôn không vậy? Bữa nay số mấy chuyện rồi vậy? Đó mẹ mới nói trước mẹ làm theo, mẹ mới nói là sau đó lên chẳng buồn không dạy. Dạ. Hả? Người là ba đứa con. Lên. Đẹp quá. Nó đậu nó đây đây. Ừ, dừa dừa. Dạ. Thiếu. Thiếu mà cho hai quẩn không muốn thiếu. Đó, giống lại tương tự không? Nè, đẹp không? Nghĩ để cái lọ đang chạm á, nhau có thể. Mẹ mày cũng múc cái này làm biết đâu múc cái gì. Đúng rồi. Đổ hết trơn. Làm hoài. Đổ chúng ta bỏ bỏ gì vừa thôi, đừng có múc quá. Họ chuyên nghiệp người ta bọc nè. Còn mặn này đi mà nọ này ai ỉa là làm người ai ỉa đó luôn. Mình có xong rồi mình chuẩn bị lên nước rồi để lá chuối vô các bạn. Ba má. Rồi, đây. Ồ. Thả hết vô thôi các bạn. Chút nước sôi đổ nước vô đây. Dạ. Rồi mình để lá chuối lên trên nữa ha. Mình có lấy Ugo mình để vô mà tư luộc cánh nhanh chín. Ugo làm gì? Mẹ. Ơi. Cho nó sôi. Đó, để nắp lại. Lấy lá, lấy nước.
cho nước sôi lên đi rồi mình để nước cho thêm nha. Cái bếp nồi bánh tét của mình đã luộc từ hồi chiều giờ cũng được hơn 6 tiếng rồi nha các bạn. Thôi giờ mình dở ra nghe. Hơn 6 mình rửa qua bên nước chuẩn bị một cái nó hứa sẵn rồi các bạn. Wow, bánh nhừ dữ rồi các bạn ơi. Như là chín rồi đó, mình cắt ra. Đó, mình cắt ra nhiều mình thấy là bánh đã chín nhừ rồi nè. Nè các bạn ạ. Nó. Nó rất là nhừ rồi, nếp nó rất là nhừ luôn nè. Mình thử cái. Ngon quá, ngon quá. Ông bọn là nhân cứu thôi mà nghe các bạn. Chỉ có mấy thằng thôi.